Có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp khác rồi. Sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được em đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. À, anh hy vọng rồi. Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Tôi hỏi một câu vậy thôi, bà kia bấm nút rồi đó. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. Tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. Có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp khác rồi. Sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được em đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui, đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ, mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ, còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á, thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn. Mình cãi lộn ra luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách dạ. Hàng là thượng đế không? Cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy. Nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá cả luôn chị. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chị đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ. Yeah. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai. Nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này, nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn đề cái giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á. Mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ
làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em, vậy là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết, đừng có xài chung cái gì hết, cũng đừng có ở chung luôn, cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn, coi gì vậy không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Vậy không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ, cũng có khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó, mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân là lát nữa bên kia giờ chị cho cái anh kia anh nằm này, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi á. Ồ ghê vậy. Em bê mình lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình thì bê. Thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có đó. Gì là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hỏi chút cũng được, không sao. Hỏi được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hỏi chút thôi, đừng hỏi nhiều quá. À hỏi chút thôi. Hỏi, em coi hỏi cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi. Đừng có đẹp trai quá, em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc? Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Rồi. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 năm chai. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Nghe hỏi là nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm, màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á, em cũng hay tò mò nấu ăn lắm, nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây đi với ba em. Em chờ bác, em chờ bác. À, rồi, chào chú. Chào Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được. Cho bác hỏi con dạ, có bác. Đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Ba hỏi một câu vậy thôi, ba kêu bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận với nhau nha. Mở rào. Mình gặp rồi. Chào anh.
Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổng chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm tất. Rồi, dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ cái ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu? Đi đâu chơi hay là... Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như mình hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em nhắc thiệt không chị? Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu. Em bị đau đâu? Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cưng, nằm đi cưng. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta mình thử sao được không chị? Không phải thử được có khỏe không chứ. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nha. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng rồi, làm anh gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi, chân nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó. Gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chính tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vờ những câu dân hơn. Mỗi khi nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ cho em cảm nhận chị. Em đơ cho em cảm nhận gì em nói chị nghe coi, em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở. Anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ anh nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Và em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết.
Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không muốn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, chồng dễ thương vậy đó. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mời em gái giới thiệu về mình trước đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ở Thủ Đức. Em đang sống ở quận 5 ạ. Sống quận 5? Dạ. Đầy đủ rồi ha. Mời bạn trai. Dạ, kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hữu Tài. Năm nay em 34 tuổi, công việc của em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em sinh sống và lớn lên ở thành phố luôn. Thì anh cũng làm ở quận 5 nè em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em làm mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Trãi anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. Anh ở làm không? Dạ. Có chừng quen nhau mà không biết á. Dạ chắc vậy. Mà có. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được, làm bánh được. Làm bánh gì vậy ngon em? Em làm được một số bánh anh, là có thể là bánh nhân gian hoặc là bánh bây giờ cũng có nữa. Thôi em đừng mời bánh anh Quyền Linh nha. Dạ. Mời anh nha. Anh cũng mập lắm rồi đó. Rồi còn nhược điểm của mình là gì? Dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên. Nhưng mà quên thì vẫn có thù dai. Ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ và kể lại cho bạn nghe. Nói chung dạ. Là mượn tiền người ta thì mau quên nhưng mà thù thì nhớ mãi. Đúng rồi. Bên kia bạn trai thì sao? Ưu điểm nhược điểm của em là gì? Em rất là hoạt bát. Như là ở trong cơ quan em thì những phong trào nào thì em là đều tiên phong, gọi là xung phong đi đầu hết á. Bạn em nói chỗ nào mà có may là chỗ đó có tiếng cười. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em á thì em nói thiệt anh là em rất là thẳng tính. Những người nào mà mới biết mình á thì là người ta thấy cảm thấy khó chịu. Nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? Dạ mối tình dài nhất là cũng 4-5 năm. 4-5 năm là dài lắm. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì nó mối tình đầu của chị. Hồi đó là em đi học thời phổ thông mà. Sau một thời gian cũng thích này nọ, sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận là cái tình này không phải anh như là tình yêu nữa, chỉ tình mối tình học trò thôi. Sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường. Sau bạn này có chồng tình... chưa? Có con luôn rồi. Ồ vậy hả? Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ là em có 2 mối tình nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi. Nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay. Dạ. Còn mối tình thứ hai là năm tư đại học là khoảng 6 tháng. Sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay. Mới quen được có 6 tháng chia tay? Dạ, hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu? Dạ. 2 mối tình, chưa có nụ hôn. Bên em có hôn chưa? Trời ơi, ông này ông cười ghê quá. Tôi phải coi cái nụ cười của ông này. Kia ta nói không có thì bên đây có không? Dạ, rồi anh chứ sao nghĩ sao chưa hôn chảy. Hùng khá khá chưa? Là hùng một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người. Trời ơi, không được. Nghe hùng khoái lắm. Thì tự hiểu anh đó chứ em sẽ giáo nó được. Trời ơi, nhưng nhát mà... quá. Bấm nút là tôi bắt hùng 15 phút liên tục nha. Trời chắc. Bây giờ chị hỏi bạn gái nè. Dạ. Vậy em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Không hô, không mớm mà cũng không hói luôn. Được. Có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Dạ là tính hay ghen. Chà, cái này phải hỏi à. Em có hay ghen không?
Dạ lúc trước cũng có ghen lắm, nhưng mà sau nhiều mình thấy á thì mình cũng bớt từ từ chị. Ghen cái nào đúng thôi. Dạ đúng rồi chị. Không chứ ghen bậy ghen bạ, phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm. Dạ đúng rồi. Ha. Vậy là bên đây chuẩn đó nha. Đẹp trai nha. Rất có duyên, tính tình vui vẻ phóng khoáng, nụ cười sảng khoái hồn nhiên. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Nói chung chị em cũng lớn rồi, thí dụ mà được thì có thể là cuối năm hoặc là đầu năm cũng được. Có làm dâu với ba mẹ không hay sao? Dạ thì điều em thì chắc phải làm dâu em ơi. Tại vì nhà anh giờ còn có mình anh nè. Tốt thôi, chuyện nó bình thường. Với lại tại vì có đứa em nữa mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi. Em trai. Dạ, em trai. Cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi. Rồi, rồi. Còn mình em ở lại với ba mẹ thôi. Ôm xuống vui. Ôm xuống mai mốt lại ôm cực nhà luôn. Giữ cười được. Được em, làm dâu có ok không? Dạ, nói với em làm dâu bình thường chị. Đúng rồi, chuẩn. Được đó em. Rồi, nhà gái đồng ý rồi đó, nhà trai muốn tính gì tính đi. Rồi, bây giờ anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào. Dạ, anh coi giùm em đi. Coi giùm em, nhưng mà em mong muốn hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào. Em á, là em là dân thể thao, em thích thể thao lắm. Thì em cũng nghĩ là bạn đó cũng dáng mảnh khảnh, khỏe khoắn. Mảnh khảnh, sao khỏe được? Không, ốm nhưng mà khỏe. Ốm nhưng khỏe. Dạ. 45-50kg á. Vậy thôi hả, đơn giản. Dạ, đơn giản. Dạ, tóc dài. Tóc dài. Dạ. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn hả? Tóc ngắn cũng được. Có xăm. Nhưng mà thích tóc dài hả? Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kể người ta. Trời. Được không? Xăm cũng được. Dạ. Vậy thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ. Anh này tôi chịu rồi đó, vui á. Ô, chào bạn gái. Tóc dài, có dài. Dài tới đâu anh? Dài. Tóc dài, dạ. Hơn em chút. Dạ. Nhưng mà cá tính. Cá tính hả? Tóc vậy mới cá tính. Dạ. Ha. Dài quá mất công, vô tốn dầu gọi. Trời em gái. Dạ. Dễ thương. Hiền thục ha. Dạ. Bây giờ em cảm nhận gì anh bên đây thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính. Anh vui lắm. Dạ. Quá vui luôn. Nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn, anh không hiểu luôn á. Dạ, lúc ban đầu thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn. Không có thời gian đi chơi hay đi này nọ. Còn lúc lên đại học thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết. Giờ anh hỏi thiệt nha, em thích trai hay gái? Dạ thích trai chứ. Thiệt không? Dạ thiệt. Giờ cũng khó hiểu lắm nha. Em thích trai hay gái? Dạ em thích gái. Dạ em thích gái. Phải không? Thiệt. Định kiểm tra lại hai bên. Chứ giờ cũng nghi ngờ lắm. Giới tính đôi khi nó hài hòa lắm. Hài hòa. Được rồi, em thấy ổn đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em, bạn cấp 3. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các bạn khán giả. Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo. Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều đồ handmade lắm. Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên quá, cũng nói hơi nhiều. Em thì em thấy bạn Nam bên đây cũng khá là đẹp trai. Nhìn cũng có vẻ tươm tất. Thì hỏi thêm bạn Nam là anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha? Không, anh thì có nhiều kèo lắm, nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích nha thì mình mới nhậu rồi em ơi. Lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh? Ví dụ mà bạn thân anh mà, ví dụ mà thì lâu lâu nó ở quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi công việc gì đó thì anh ra phải nhậu một xíu, chẳng lẽ cản thì cũng kỳ đúng không em? Thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau, thì hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại người thân em, với lại đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên đây. Thì cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài, đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng, nhưng mà có điều là nhiều khi cười nó hơi lớn tiếng quá đó, thành ra là mình bên đây là điên thì bên kia cũng hơi vậy đó, thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại. Hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến 1 năm, nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu thảo trong gia đình. Và cô mong là
hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu và rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Anh nghĩ là không cần thay đổi đâu, tính tài dễ thương mà cứ giữ thế này thôi. Hả? Cười lớn coi. Rồi. Thôi, kéo hàng nào ra. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Thôi thôi. Em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Ở chứ còn đây nữa. À tặng em. Cái gì đó mở ra em. Mở ra coi. Dạ em cũng có món quà tặng. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ đó. Dạ. Mấy cái gì mở nhỏ nhỏ mở ra em. Đi. Dạ. Thì em mở quà. Dạ. Dạ là một cái kẹp tóc ạ. Kẹp. Ủa, cái đó cái kẹp tóc hả? Dạ cái kẹp. Và giờ là một cái đồ cột. Kẹp lên. Hả? Quá em kẹp. Cột đâu. Cái này cái kẹp mà, nó phải cái cột. Cột phải kẹp. Vừa kẹp với cột. Thì kẹp. Thì bây giờ mình kẹp lên. Kẹp. Em cũng chẳng biết kẹp làm sao. Kẹp đây nè, cái bính đây bên ngoài nè, đây nè, kẹp đó. Đưa kẹp lại đi. Đó. Trời ơi, dễ thương mà thấy không? Chào em Thảo. Dạ chào. Hồi nãy em giới thiệu em sinh năm em nhiêu tuổi ta? Dạ là em 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ. Ồ, em sinh năm 92. Dạ. Ờ, vậy hợp với anh rồi. Dạ. Nghe nói em chưa có đồng hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Rồi, em nằm mơ cũng thấy người ta hôn em chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Vậy em là vậy là em nghĩ cái nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Em có suy nghĩ đến, tưởng tượng đến không? Dạ không. Thì nói cho người ta biết đi, nụ hôn nó làm sao? Em đâu biết đâu. Trời sao không biết. Em đòi thì em mà kể cho người ta cái kinh nghiệm đi, nói tả thử cảm giác của em làm sao. Mỗi người mỗi cảm giác anh ơi. Vô kế hoạch hẹn hò đi chơi sao? Thì kế hoạch hẹn hò thì sau thì chương trình này thì có gì mình hẹn chắc có hai vé xem phim rồi mình đi xem đâu phim có. Chứ. Trời Ủa? Ơi. Đâu ra? Ủa vậy hả? Nhớ có hả? Hết rồi. Ừ. Anh thì anh nói chung thì cũng có lãng mạn. Nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không ạ? Không, anh không dạ. Sến đâu em ơi. Em dạ đừng... là tại vì em không có thích bạn nam mà sến quá. Ờ. Dạ. Ờ anh mình anh chân thành là được. Anh thực tế dạ. Chân thành lắm chứ không có sến em ơi. Dạ. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như gọi là hồi lúc xưa nữa mà trời ơi hồi hộp á. Hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được tìm hiểu em kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, nếu trái tim ta có rung động thì ta mới bấm. Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm, không bấm, để cái nút bấm đó cho những người khác. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng em. Rồi như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút. Hãy nắm tay nhau. Ôi. Ủa. Có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt đến nhất vậy như vậy chưa? Dạ cũng. Cảm giác bây giờ mình như thế nào? Dạ là thấy cũng rung. Cũng rung? Dạ. Hung còn rung nữa. Muốn minh chứng rằng cái sự bấm nút đó gì không được. Người ta nụ hôn đầu đời đầu đó. Tiên em phải làm ấn tượng. Cảm ơn. Hả? Nào chuẩn bị. Hung. Không rồi. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn. Sao gái? Cảm giác sao? Nó có rung hơn nữa không? Dạ, thấy cũng bình thường. Thấy chưa? Dạ, thấy bình thường. Thấy bình thường. Chưa, chưa có chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Mình làm lợ. Từ từ nha, để yên nguyên. Thấy sao? Thấy bình thường. Gì? Dạ. À, anh hỏi bạn đó đó. Không, anh hỏi em trước nè. Dạ. Em hung thấy sao? Thấy rung rung. Ờ, nó phải cảm giác còn bạn gái. Dạ rung. Dạ rung phải đúng không? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Chào bạn trai bên kia.
Em là Phạm Nguyễn Hoài Trang, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Long An. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm ở đâu? Dạ em làm khu công nghệ cao quận 9 ạ. Quận 9? Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức mà em làm quận 9. À, vậy cũng gần ha. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn gái và toàn bộ khán giả đang có trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Cường. Năm nay em 27 tuổi, em làm nhân viên của một công ty bảo vệ. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu em? Dạ em là người Sài Gòn. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ giới thiệu về ưu khuyết điểm đi. Rồi, bạn gái giới thiệu trước. Ưu điểm của em thì em, mọi người mà tiếp xúc với em lần đầu tiên anh sẽ nói là cái giọng của em hơi truyền cảm. Em là người thân thiện, dễ nói chuyện. Khuyết điểm của em thì em hay nói, cho nên nó sẽ có dẫn theo nhiều cái hệ lụy khác. Ví dụ như em vui thì em nói rất nhiều, khi mà ai đó mà kể cho em nghe một cái câu chuyện gì đó nó vui quá vậy, mày không được nói cho ai nghe nha, cái em vui quá vậy là em sẽ đi kể cho một người nào đó nghe. À, có nghĩa là em hơi nhiều chuyện. Em không giữ được bí mật. Không giữ được bí mật. Dạ. Tiếp tục, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai. Dạ ưu điểm của em là sống tự lập được, tại em hay đi công tác nên là những cái chuyện như nấu nướng giặt giũ gì thì em tự làm được hết, biết quan tâm người khác. Còn khuyết điểm của em là chắc cũng giống bạn nữ, nói hơi nhiều. Chớ rồi, anh nói nhiều vậy anh có lắng nghe không? Em hết người biết lắng nghe tại vì em nói nhiều lắm. Yên tâm đi em ơi, thì em nói anh nghe, anh nói em nghe thôi chứ có gì đâu. Thì hai người cùng nói ai nghe được nghe. Bạn Cường, dạ. Bạn được bao nhiêu mối tình rồi? Em được ba. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Chắc gần đây, số 5 thì nó hơi dài rồi. Bao lâu rồi? 4-5 năm gì rồi anh. À, tức là chia tay 4-5 năm rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mối tình đó kéo dài bao lâu? 2 năm. Hai năm. Dạ. Tại sao lại chia tay? Lúc đó thời gian đó thì kinh tế gia đình em không có ổn định. Rồi bạn đó cũng vậy. Rồi bạn đó ở xa nữa. Bạn đó về quê là chia tay không lý do luôn. Chia tay không lý do. Tới phiên bạn gái, em trải qua mấy mối tình? Dạ, trước giờ em trải qua một mối tình. Một mối tình? Dạ, chia tay cũng lâu lắm rồi. Quen được bao lâu? Dạ, em quen cũng được gần năm. Rồi lý do sao chia tay? Tại vì lúc đó em bận bộn bề á, nhiều thứ là em cảm thấy là không có thể tiến được nữa, cho nên em chia tay. Rồi sau đó em không quen ai luôn. Bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Thì em bị ấn tượng bởi những anh mà mặc áo sơ mi trắng. Ồ. Có nụ cười tỏa nắng. Hả? À, bên kia nụ cười sao anh Linh? Nó cũng lúc nắng lúc mưa. Gì dạ. Nữa? À, anh thích anh cao cao. Cao khoảng mét mấy được? Cỡ mét 7 là được rồi anh. Tại vì em thích cao là khi mà đứng gần bạn á, em có cảm giác em nhỏ bé, em được che chở. Yên tâm đi em ơi, anh có vỏ mà anh bảo vệ được em mà, yên tâm. Nhỏ nhỏ chưa chắc là thua. Đúng mấy rồi. Người cao mà anh. Bạn trai. Dạ. Mình muốn tìm mẫu người bạn gái thì sao? Em muốn tìm mẫu người bạn gái là biết quan tâm. Mẫu người bạn gái của gia đình. Sống đừng có vì bản thân mình quá mà cũng phải biết đến mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh. Là biết lễ phép với cha mẹ. Những cái điều đó anh tin chắc rằng phụ nữ nào có gia đình cũng đều làm được hết. Không dạ. Có lo. Quan trọng là em có thích ngoại hình như thế nào không thôi. Em thì chỉ thích bạn nữ da trắng. Da trắng hả? Và dạ. Thích da trắng là tóc tai sao? Tóc thì đừng có ngắn quá. Nói chung là ngang vai trở xuống là được. Tóc thề đó ha. Dạ. Để anh xem có da trắng tóc thề không? Chào anh gái. Hên xui. À, da cũng có trắng. Mà tóc không có dài. Tóc dài, có dài. Nhưng mà dài mới tới ót thôi. Được không? Dạ, dạ, được. Được. Có tóc là được anh. Có tóc sợ trọc đầu thôi đúng không? Đúng rồi. Em gái. Dạ. Em không thích gì ở người chồng tương lai của mình? Dạ, em không thích con trai mà lười biếng. Với là một cái nữa là anh bên kia có hút thuốc không ạ? Có không em? Hút à, thuốc. Em không hút thuốc, không uống rượu. Chắc không? Chắc anh, uống thì nhiều khi uống chai, chai chơi với bạn bè thôi chứ không có thích như thế đó. Uống nước chanh sinh tố không à? Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi không? Dạ. Chiều cao thì cũng có khoảng đó thôi, không cao mấy. Dạ. Nhưng mà anh dễ thương, anh sẽ bảo vệ cho em. Dạ. Anh tin chắc điều đó. Dạ. Rồi, đàn gái dễ thương. Bảo vệ là bảo vệ sao? Nãy giờ cứ nghe bảo vệ hoài. Thì hồi tính. Có vỏ gì không mà đòi bảo vệ? Tôi minh chứng cho cách bảo vệ cho coi nè. Dạ. Tôi khoe chút xíu cho bạn đàn gái. Đâu, coi nè. Nó nói bảo vệ nghe là thấy nhỏ con rồi đó. Tèn tê tèn tèn tèn. Biết cái gì không? Huy chương. Ồ. Tay kendo hả? Ừ. Này huy chương vàng ha. Dạ vàng anh. Huy chương vàng. Nhưng mà cỡ nào? Cỡ huyện, cỡ xã, cỡ tỉnh? Dạ em đánh toàn quốc ở Hà Nội có một cái huy chương vàng toàn quốc. Ghê. Toàn quốc. Tặng bạn gái cầm chơi một chút, cầm trả chơi lại em. Cầm chơi.
Vậy là bảo vệ em được chưa? Được chưa? Được. Ừ. Dạ chào ghê chị. Ghê ha, tướng nhỏ con mà giỏi dữ quá ha. Đó dạ. Giờ mình có một huy chương này thôi hả? Dạ nhiều lắm chị. Nhiều lắm ha. Dạ. Ví dụ là huy chương gì nữa? Vàng bạc đồng có đủ hết chị. Là taekwondo thôi. Dạ taekwondo thôi. Bây giờ thí dụ như cái tướng em vậy thì kiểu như cỡ anh Quyền Linh vậy là anh em mấy giây em mới hạ ván được anh Linh. Dạ. Nhìn kỹ nha, tướng nó ghê lắm à. Dạ chắc cho em 3 giây đi. Trời ơi, giỡn hoài ông, cái tướng nó bự là 3 giây. Dạ, quan trọng là mình phải biết đá ở chỗ nào để mà người ta xỉn. Quá dữ, thôi tôi về. Em 3 tiếng chưa chắc em hạ anh nằm xuống chưa? Em sợ anh chạy. Bởi vì em chuẩn bị anh đã nằm rồi. Thôi sợ quá, có 3 giây thôi, yên tâm ha, bây giờ coi như rồi. Ngoài đường nguy hiểm, có bạn trai bảo vệ, yên tâm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em và ba anh trai mưa cùng một bạn đồng nghiệp. Rồi có anh trai mưa nè. Rồi chào cô. Dạ xin chào cô. Chương trình, xin chào MC Quyền Linh, thi Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Hoài Trang. Theo hồi nãy giờ nhận xét thì thấy cháu bên đây cũng hiền, thấy cũng có nhiều cái điểm tương đồng với Trang. Thì nếu mà mình đến đây rồi thì cũng giống như mình đã có cái duyên với nhau. Thì thưa cô cũng muốn là hai đứa cho nhau cơ hội để rồi mình tìm hiểu nhau. Cô có yêu cầu gì bên nhà trai không cô? Cô thì không có yêu cầu gì. Cô chỉ muốn là nếu là rể nhà cô thì chỉ có sức khỏe nè, có đạo đức, biết lễ phép, kính trên nhường dưới là như đó là đủ rồi. Dạ. Cảm ơn bác. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị hai em gái, em rể với lại bạn thân. Rồi, wow, chị hai, cho gặp chị hai đi. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Quý vị khán giả trong khán phòng nè. Em là chị gái của Thanh Cường. Chị thấy em vô tương lai mình được không? Nhìn thấy thì cũng em gái bên đây cũng hiền, cũng dễ thương. Tính tình thì hai đứa cũng thấy là rất là có nhiều điểm tương đồng. Chị cũng mong là hai đứa cho nhau cơ hội để mình có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, kéo rào. Đừng có hạ bằng gái 3 giây nha. Đó. Anh có món quà. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Anh ơi, em có một bó hoa tặng anh. À, cảm ơn. Dạ. Tại vì em thích trồng hoa cho nên là em mua hoa tặng anh. Hy vọng là cái này là cây hoa đầu tiên và sau này sẽ có nhiều cây hoa khác nữa. Giờ em mua tặng anh trồng. Dạ, cảm ơn nhiều. À, lần đầu tiên gặp em thì anh rung quá. Anh xin đi một vài quyền để cho em thấy là anh có đủ khả năng để bảo vệ. Dạ. Chừng lọt dưới rất chắc chắn, hơi gió không? Ôi dạ. Cô chừng mình có chừng. Ê. Ê. Sao em? Dạ. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Nói cho bạn trai nghe. Em cảm thấy cảm động. Cảm động. Tại vì bạn đã dành một cái bài võ nó tặng em. Em thấy anh em cảm nhận như thế nào vậy anh? Em cảm nhận anh là người chân thật, hiền. Anh thiệt thà lắm em. Vậy cảm nhận của em, của anh về lần đầu tiên của em như thế nào? Cảm nhận thì em là rất là xinh, kiểu hoạt bát, lanh, giao tiếp rất là ok. Em có yêu cầu gì về mà cái chuyện hẹn hò hay là như thế nào không? Dạ không, em thì đơn giản một tuần là một lần cũng được anh. Dạ, nhưng mà lâu quá thì em sẽ bị buồn. Em thích con trai hay con gái? Em thích con trai, con gái thì em thì thích, nhưng mà nếu mà em thích nhất thì em sẽ thích con trai. Tại sao lại thích con trai? Tại vì em thấy con trai hoạt bát, cũng giỏi nha anh, thông minh đó. Em lại thích con trai hơn con gái. À. Con gái thì bánh bèo như em thấy em vô dụng vô tích sự. Là em bánh bèo dữ lắm hả? Dạ không dữ lắm đâu anh. Mỗi người một câu nữa thôi, nói cái cảm xúc thật sự trong lòng mình, bây giờ mình cảm thấy như thế nào? Mình đến đây làm cái duyên rồi. Thì anh nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Anh với em thì khoảng cách nó cũng không xa, nên là cái chuyện có thể đến với nhau hay không là do hai đứa có chân thành với nhau hay không. Tình cảm chân thành thì xuất phát từ trái tim, nên là nếu mà hồi trái tim nó đỏ là biết nó chân thành. Dạ. Rồi. Rồi,
đặt tay vào nút để bấm nha hai bạn. Bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hai bạn rất hợp lý với nhau đấy, nắm tay nhau đi các bạn. Ngay bây giờ, đúng giờ này, khắc này, trước bao nhiêu bàn dân thiên hạ và người nhà của mình, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau và có quyền gọi là hôn nhau. Mời bạn trai. Không nghe tóc nó không nghe được. Dán tóc em lên. Trời ơi, dễ thương chưa?